Xin chào các bạn đang xem video hướng dẫn học tiếng Hàn cùng với Hana. Hôm nay chúng ta sẽ học chương trình luyện dịch Topic cấp 4. Và bài học của chúng ta hôm nay là bài số 5 với tựa đề là Thùng Kỳ, có nghĩa là động lực. Bài này là bài viết luận trong đề thi Topic 2. Bài hôm nay thì tương đối là khá dài, gần 16 câu. Thì tôi cũng xin nhắc lại là trong bài học Topic cấp 3 đó, thì tôi sẽ hướng dẫn các ngữ pháp rất là chi tiết. Nhưng mà đối với cái Topic cấp 4 này thì tôi chỉ nhắc lại các điểm ngữ pháp đó. Và chủ yếu là tôi sẽ tập trung giúp các bạn làm quen với việc phân tích câu. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học nha các bạn. Bạn, 우리가 어떤 일은 진행하는 때에는 동기가 중요한 역할을 한다. Chúng ta có từ mới là 진행하다, có nghĩa là tiến hành ha. Rồi, 역할, nó đứng như thế này, nó có nghĩa là danh từ, thì lúc này nó có nghĩa là vai trò. 역할 là vai trò. Còn nếu mà động từ của nó đó, 역할을 하다, có nghĩa là đóng vai trò. Rồi, bây giờ chúng ta dịch câu này nha. 우리가 어떤 일은 진행하는 때에는. Rồi các bạn thấy chữ T này nè, trong Topic 3 đó, tôi nói cái chữ T này rất là nhiều lần, có nghĩa là nó không phải là công thức ending T mà sơ cấp mình học, mà cái chữ T này nó có nghĩa là il, có nghĩa là việc, là gật, là cái ha. Rồi chỗ đây người ta gắn nè, e nin, gắn chữ nin dùng để nhấn mạnh nguyên cái vế này. Rồi bây giờ chúng ta dịch lại nha, vậy là 우리가 어떤 일은 진행하는 때에는, thì nguyên cụm này có nghĩa là trong việc tiến hành một công việc nào đó. À, vậy là hoặc là chúng ta có thể dịch là đối với việc khi mà chúng ta tiến hành một công việc nào đó thì 동기가 중요한 역할을 한다. Cho đây chúng ta có chủ ngữ là 동기 ha, có trợ từ 이가 nè. Thì động lực nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Hoặc các bạn có thể dịch là động lực đóng vai trò quan trọng khi chúng ta tiến hành một việc nào đó. Câu số 2. 동기는 어떤 일을 하게 하는 보이지 않는 힘인데 동기에는 내적 동기와 외적 동기가 있다. Chúng ta có từ mới là 내적 동기. 내 là nội các bạn ha, có nghĩa là động lực ở bên trong. 외적 동기, 외 có nghĩa là ngoại, vậy là động lực bên ngoài. Rồi các bạn thấy là cái câu này là câu dài, là câu phức ha. Thì chúng ta sẽ kiếm cái ngữ pháp liên kết câu của nó. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ ngưng ra ở cái chỗ này nè. Bui chi ảnh nên him in te. Đó, công thức ngữ pháp in in te. Chúng ta sẽ ngưng chỗ đó là cái vế đầu tiên. Và phần còn lại sẽ là vế thứ hai. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào vế đầu tiên nha. Chúng ta có chủ ngữ là thông kỳ ha. Thông kỳ nên. Đó, trợ từ chủ ngữ in nên á. Thông kỳ nên. Rồi, 어떤 일은 하게 하다. Chúng ta có công thức 게 하다, có nghĩa là sai khiến, làm cho cái chuyện gì đó, bắt cái chuyện gì đó nó xảy ra, được chưa? Rồi, cái đó là một cái sai khiến ha. 보이지 않는 힘, him là sức mạnh. 보이지 않는 힘 có nghĩa là cái sức mạnh mà mình không thấy được. Mà cái sức mạnh như thế này, 어떤 일은 하게 하다, sức mạnh này nó giúp cho mình làm được một cái việc nào đó. Rồi được chưa? Rồi bây giờ chúng ta dịch lại cái vế đầu tiên nha các bạn. Vậy là 동기는 어떤 일을 하게 하는 보이지 않는 힘인데, có nghĩa là động lực nó chính là cái sức mạnh vô hình, tức là sức mạnh mà mình không thấy được ha, chính là cái sức mạnh vô hình giúp chúng ta làm được một cái việc nào đó. Rồi đây là cái vế đầu tiên ha.
Rồi cái vế thứ hai nè, thôn kia nên đó, chữ nên này nhấn mạnh ha. Thì ở trong cái động lực này đó thì nể chất thôn kia quá quê chất thôn kia ga ít tạ. Thì ở trong động lực này thì nó lại chia ra là động lực bên trong và động lực bên ngoài. Câu số 3, nể chất thôn kia nên hưng mi mạnh chúc cam 자부심과 같이 우리 마음속에서 저절로 일어나는 것이다. Rồi từ mới của chúng ta là hưng mi có nghĩa là sự hứng thú, mạnh chốt cam có nghĩa là cảm giác thỏa mãn, cha bu sim nghĩa hán tự của nó là tự phụ tâm, có nghĩa là lòng tự phụ, lòng tự hào. Cho cho lô đây là một cái phó từ ha, có nghĩa là tự dưng, tự nhiên, tự động. Rồi chúng ta có động từ là ironata, có nghĩa là xuất hiện, xảy ra. Các bạn nhớ là trong sơ cấp của mình á, thì mình học cái từ ironata này có nghĩa là thức dậy. Nhưng mà bây giờ nó không phải là thức dậy ha, mà nó có nghĩa là xuất hiện, xảy ra. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra coi câu này là câu đơn hay câu phức nè các bạn. Thì các bạn nhìn vô câu này á, các bạn sẽ thấy là không có cấu trúc ngữ pháp liên kết câu ha. Thì đối với những cái câu mà không có ngữ pháp liên kết câu á, thì công việc đầu tiên của chúng ta là kiếm chủ ngữ, được chưa? Và thứ hai là chúng ta kiếm động từ chính của nguyên câu này là ở chỗ nào. Sau đó từ cái động từ chính đó, chúng ta sẽ dịch ngược sang bên trái, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta kiếm chủ ngữ chúng ta trước nè. Chúng ta có là nè chót thùng kỳ ninh. Đây, trợ từ in ninh các bạn ha. Nè chót thùng kỳ ninh có nghĩa là động lực bên trong, được chưa? Rồi sau đó các bạn kiếm coi động từ chính của chúng ta nằm ở đâu. Nằm ở koshita, được chưa? Ita có nghĩa là đứng cuối câu ha. Rồi chúng ta từ cái này á, chúng ta mới dịch ngược lại sang bên trái ha. Rồi bây giờ chúng ta dịch từ nè các bạn. Vậy là nè chok thong ki nin có nghĩa là động lực bên trong. Rồi irona nin koshita, được chưa? Là cái xuất hiện, là cái xảy ra. Chocholo tức là tự nó xảy ra, tự nó xuất hiện. Mà xuất hiện ở đâu? Uri mộng xuất kê so, xuất hiện từ trong lòng của chúng ta. Wakachi như là hương mi, giống như là hương mi là giống như sự hứng thú nè. Mạnh chốt cam, cảm giác được thỏa mãn nè. Và trà bu sim và lòng tự hào nè. Rồi được chưa các bạn? Vậy là chúng ta đã dịch xong được câu này rồi ha. Rồi chúng ta dịch câu này lại lần nữa nha các bạn. Động lực bên trong là cái tự nó nảy sinh trong lòng chúng ta, cùng với sự hứng thú, cảm giác thỏa mãn, lòng tự hào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 4 nha. Vệ chất thùng kỳ nên chinh chan nên à bố sang qua khả chi ủ rì vệ bù ế gió ồ nên gọi xì đà. Rồi từ mới của chúng ta là chinh chan à. Chinh chan có nghĩa là lời khen ngợi. Bố sang là phần thưởng ha. Vệ bù là bên ngoài. Rồi thì câu này cũng không có ngữ pháp liên kết câu nè các bạn, cho nên chúng ta sẽ dịch giống như câu số 3 ha. Chúng ta kiếm chủ ngữ trước nè. Về chốc thùng kỳ nên, đây là chủ ngữ ha. Và động từ của chúng ta là ita, được chưa? Ồ nên có si ta. Rồi vậy câu này chúng ta sẽ dịch là về chốc thùng kỳ nên, vậy là động lực bên ngoài á. Ồ nên có si ta là cái mà ô ta, là cái mà nó đến, là cái mà nó xuất hiện. Urie về buê do, từ bên ngoài ha, được chưa? Rồi wakachi như là chinh chan, chinh chan là như là lời khen ngợi. Ina là hoặc ha, hoặc bô sang, hoặc là phần thưởng. Rồi chúng ta dịch lại lần nữa nha. Vậy là câu này có nghĩa là động lực bên ngoài chính là cái xuất hiện từ bên ngoài của chúng ta, như là lời khen hoặc là phần thưởng. Câu số 5, y thu thong kê nên 우리가 일은 시작할 때부터 마칠 때까지 많은 영향을 미친다. Rồi từ mới của chúng ta nè, 마치다 có nghĩa là kết thúc. Thì nó cũng tương tự với cái từ 끝내다, ha, kết thúc. 마치다 kết thúc. Rồi chúng ta có một cái từ mới là 영향을 미치다, có nghĩa là gây ảnh hưởng. Thì cái từ 영향을 미치다 này các bạn có thể thay thế là 영향을 주다 ha, là có nghĩa là gây ảnh hưởng. Còn cái từ michita mà nó đứng riêng các bạn có nghĩa là khùng, là điên ha. Nhưng mà giọng hăng michita nguyên cụm này luôn nha, có nghĩa là gây ảnh hưởng ha. Rồi bây giờ chúng ta kiếm coi có ngữ pháp liên kết câu không nha. Thứ nhất là shichakal te buto ha, từ lúc bắt đầu. Machil te kachi đến lúc kết thúc. Rồi vậy là không có ngữ pháp mới nữa. Rồi chúng ta dịch luôn nè.
Yêu thù kỳ nên có nghĩa là hai cái động lực này, được chưa? Rồi, 우리가 일을 시작할 때부터 từ lúc mà chúng ta bắt đầu công việc mà 칠 때까지 cho đến lúc chúng ta kết thúc công việc đó thì 많은 영향을 미친다 thì nó gây ra rất nhiều ảnh hưởng. Rồi chúng ta chuyển sang câu số 6 nha. 만약 우리에게 동기가 없다면 일을 시작할 수 없을 것이다. Rồi câu này chúng ta không có từ mới các bạn ha. Chúng ta có công thức ngữ pháp mà nhắc chấm 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 ta mien ha. Giả sử như là. Rồi giả sử như nếu gì đó. Rồi chúng ta dịch luôn là chúng ta sẽ ngưng chỗ đó chúng ta dịch ha. Mà nhắc 우리에게 동기가 없다면 có nghĩa là cái chữ đó ha, saramiramian, đây là cái vế đầu tiên, lát chúng ta sẽ ngưng ở đây để chúng ta dịch. Rồi vì cái vế sau thì nó cũng không có cấu trúc ngữ pháp liên kết câu, vậy là câu này chỉ có hai vế thôi. Vế một là từ đầu cho đến saramiramian và vế thứ hai là phần còn lại ha. Rồi bây giờ chúng ta dịch nè, về đến thưa đo, hoặc là các bạn có thể viết là về đến thưa đo so giống nhau ha, có nghĩa là ví dụ như, rồi bắt đầu chúng ta mới vân 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 mới kể ra ha. Rồi về đến thưa đo có nghĩa là ví dụ như 자신의 능력을 인정받고 싶어하는 사람이라면 nếu là cái người 인정받고 싶어하다 nếu là người muốn được công nhận 자신의 능력 muốn được công nhận về năng lực của bản thân á thì 주변 사람들의 칭찬만큼 là bằng ha cỡ chừng ha như cái lời khen của những người xung quanh được chưa 주변 là xung quanh ha 효과적인 동기도 없다 không có cái động lực hiệu quả. Rồi tức là sao? Rồi dịch lại lần nữa nha. Giờ đến thưa đó có nghĩa là ví dụ như 자신의 능력을 인정받고 싶어하는 사람이라면 nếu là cái người muốn được công nhận về năng lực của bản thân đó thì 효과적인 동기도 없다 thì không có cái động lực nào hiệu quả bằng 주변 사람들의 칭찬 bằng cái lời khen ngợi của những người xung quanh. Tức là lời khen ngợi của những người xung quanh lúc đó chính là cái động lực hiệu quả nhất cho chúng ta. Được chưa các bạn? Rồi chúng ta chuyển sang câu số 9 ha. 또 승진이나 월급 인상과 같은 보상도 우리가 일을 시작하도록 하는 동기가 된다. Từ mới của chúng ta là 승진. 승진 có nghĩa là thăng tiến ha. 월급 인상. 인상 có nghĩa là tăng. Quỳ cướp là lương, có nghĩa là tăng lương. Rồi kế tiếp chúng ta có cái từ bô xăng, là nãy câu trên mình học rồi, có nghĩa là phần thưởng. Rồi vậy là không có từ mới các bạn ha. Rồi trong câu này chúng ta có một cái cấu trúc ngữ pháp nè các bạn. Động từ torokhata ha. Shichakha torokhata có nghĩa là các bạn có thể thay thế là shichakhake hata, sai khiến ha, làm cho cái gì đó nó xảy ra, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu dịch nha.
Rồi bây giờ trước tiên chúng ta sẽ kiếm chủ ngữ của nó ha. Rồi chủ ngữ của chúng ta nè. Tô, sinh chi nê na, quẩn gấp in sang hoa, khả tinh bô sang tô. Đó, nguyên khúc này sẽ là chủ ngữ nè. Rồi chúng ta dịch cái vế này trước ha. Có nghĩa là bô sang tô. Thì cái phần thưởng giống như là thứ nhất, sinh chi, thứ nhất là sự thăng tiến. Và cái hoặc, ina là hoặc ha. Hoặc quẩn gấp in sang, hoặc là sự tăng lương. Thì thùng kia gá tên tà, thì nó cũng sẽ trở thành cái động lực. Mà cái động lực này như thế nào? Urika iren shak haturok hata. Mà cái động lực này á, nó giúp cho chúng ta là iren shak hata, giúp cho chúng ta bắt đầu được một công việc. Thì các bạn để ý ha, shak haturok hata có nghĩa là shak hage hata, có nghĩa là sai khiến, làm cho, giúp cho cái việc gì có thể xảy ra. Rồi chúng ta dịch lại lần nữa nè các bạn. To có nghĩa là hơn nữa ha. Hơn nữa, phần thưởng như sự thăng tiến hoặc là tăng lương cũng sẽ trở thành động lực để chúng ta có thể bắt đầu công việc. Hoặc chúng ta có thể dịch là cũng sẽ trở thành động lực giúp chúng ta có thể bắt đầu công việc. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 10 nha các bạn. 이처럼 내적 동기와 외적 동기는 일을 시작하는 단계에서부터 중요한 역할을 한다. Rồi, câu này bây giờ mình nhìn vô có từ mới ha. Từ mới của chúng ta là thành kê, có nghĩa là giai đoạn. Rồi, các bạn nhìn coi câu này là chúng ta không có ngữ pháp liên kết câu, tức là nó sẽ là một cái câu đơn ha. Thì câu đơn thì chúng ta thứ nhất nắm chủ ngữ là số 1, và thứ hai là kiếm được động từ chính là đứng ở cuối câu á. Rồi chúng ta dịch ngược sang bên trái thôi. Rồi bây giờ chúng ta dịch luôn nha. Itaram có nghĩa là cũng giống như vậy. Hoặc các bạn thay thế cái itaram này, các bạn có thể viết là machankachiro được luôn ha. Rồi, vậy là cũng giống như vậy, nể chốc thùng kia qua, quệ chốc thùng kia nên, đây chủ ngữ nữa ha. Cũng giống như vậy, cái động lực bên trong và động lực bên ngoài. Rồi sau đó chúng ta kiếm động từ chính của chúng ta đứng cuối câu nè các bạn. Chung yu han yok karin han ta. Thì động lực bên trong và động lực bên ngoài này nó đóng một cái vai trò quan trọng. Y đê si chắc han nên thành ghê sau bụt thơ. Đó, bắt đầu mới dịch cái cụm đó ha. Nó đóng một cái vai trò quan trọng từ cái thành ghê. Từ cái giai đoạn identity, từ cái giai đoạn chúng ta bắt đầu công việc. Câu số 11. 동기는 일의 결과에도 영향을 주는데 일반적으로 내적 동기는 외적 동기보다 더 강하다. Rồi từ mới của chúng ta là 일반적 có nghĩa là tính thông thường, tính bình thường. Rồi bây giờ chúng ta có ngữ pháp liên kết câu thứ nhất, 영향을 주는데. Đó. Đây là cái ngữ pháp liên kết câu, thì một lát chúng ta sẽ ngưng cái đây chúng ta dịch ha. Rồi vậy là không có ngữ pháp khó, không có từ mới, chúng ta dịch luôn nha các bạn. Rồi chúng ta kiếm chủ ngữ nè, thông kỳ nên, đây là chủ ngữ ha. Thông kỳ nên, động lực. 이래 결과에도 영향을 주는데, 영향을 주다, hoặc là các bạn có thể xài là 영향을 미치다. Đó các bạn nhớ không? Gây ảnh hưởng ha. Rồi câu này chúng ta dịch lại nè. Vậy là động lực nó cũng ảnh hưởng đến ide khalwa, nó cũng ảnh hưởng đến cái kết quả của công việc. Rồi sau đó chúng ta dịch cái vế thứ hai ha. 일반적으로 내적 동기는, thông thường 일반적으로, thông thường thì 내적 동기는, đây là chủ ngữ vế thứ hai ha. Thông thường thì cái động lực bên trong á, 외적 동기보다, đây là so sánh ha, so với cái động lực bên ngoài thì 더 강하다, thì nó mạnh hơn. Rồi chúng ta dịch lại lần nữa. Động lực cũng ảnh hưởng đến kết quả công việc. Thông thường động lực bên trong sẽ mạnh hơn động lực bên ngoài. Câu số 12. 그래서 자신이 흥미가 있고 만족감을 느낄 수 있는 일을 하면 일의 진행 과정에서 어려움에 부딪힌다고 해도 더 쉽게 극복해낼 수 있다. Rồi trước tiên chúng ta tìm từ mới ha. Từ mới là 부딪히다, có nghĩa là bị đụng phải, bị vướng phải. Thì đây là một cái động từ bị động nha các bạn, buddhichita ha. Rồi kế tiếp chúng ta có cái từ kukbukhata, có nghĩa là khắc phục. Nhưng mà ở đây các bạn thấy nè, kukbukhaneta. Rồi các bạn nhớ cái công thức là động từ aoneta không? Thì cái động từ aoneta đó, nó dùng để diễn tả là mình hoàn thành, mình kết thúc một cái việc nào đó, cố gắng làm xong một cái việc nào đó bằng chính cái sức lực của mình. Được chưa? Thì ở đây người ta nhấn mạnh vô ha, kukbukhata sẽ bị biến thành kukbukhaneta. Được chưa? Là vậy là chúng ta có hai từ mới.
Rồi sau đó chúng đây là câu dài ha, thì chúng ta sẽ kiếm coi cái ngữ pháp liên kết câu ở đâu. Thứ nhất chúng ta thấy nè, hưng mi ga it go. Thứ nhất chúng ta thấy có chữ go là cái ngữ pháp đầu tiên ha. Rồi cái ngữ pháp thứ hai là iden hamian, được chưa? Vậy là động từ tính từ umian là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba nè, heto, được chưa? Vậy là aoto. Vậy là chúng ta có ba cái phần, thì một lát nữa chúng ta sẽ ngưng ra từng phần này, chúng ta dịch từ trái sang phải. Rồi chúng ta dịch nha các bạn. Kureso, vì vậy ha. Rồi, 자신이 흥미가 있고 만족감을 느낄 수 있는 일. Đây là một cái cụm luôn, không có tách ra ha. 하면, rồi chúng ta dịch lại nha. Vì vậy, nếu mà chúng ta 일을 하면, nếu mà chúng ta làm công việc, mà công việc này như thế nào, nó có hai tính chất. Thứ nhất, 자신이 흥미가 있고. Thứ nhất là bản thân mình thấy hứng thú. Và cái thứ hai là 만족감을 느낄 수 있다. Và cái thứ hai là công việc này mình cảm thấy được cái sự thỏa mãn. Thì 이래 진행 과정에서 어려움에 부딪힌다고 해도, thì cho dù có nói rằng 부딪힌다고 해도, đây là câu dẫn ha. Dù có nói rằng 이래 진행 과정에서, trong cái quá trình chúng ta tiến hành công việc đó đó, thì 어려움에 부딪힌다, thì nếu chúng ta, dù chúng ta có va chạm những cái khó khăn, thì 더 쉽게 극복해 낼 수 있다, thì chúng ta vẫn có thể khắc phục một cách dễ dàng hơn hẳn. Rồi bây giờ chúng ta dịch lại lần nữa ha. Vì vậy, nếu làm một việc mà bản thân mình thấy hứng thú và thỏa mãn, thì cho dù có va chạm khó khăn trong quá trình tiến hành công việc đó, chúng ta vẫn có thể khắc phục một cách dễ dàng hơn. Câu số 13. 그 결과 우리가 일을 완수해 내는 데 도움을 준다. Chúng ta có từ mới là 완수하다, có nghĩa là hoàn thành trọn vẹn ha. Rồi, ở đây chúng ta có nè, 완수해내다. Đây, cái từ này nó giống như hồi nãy mà mình gặp cái từ 극복해내다 các bạn ha. Công thức AO내다 thể hiện là bản thân mình cố gắng hết sức để khắc phục những cái chuyện đó. Rồi, bây giờ chúng ta, câu này là câu đơn ha. Chúng ta dịch luôn nha các bạn. Chúng ta có nè, 극결과, kết quả là. Chúng ta dịch liền ha, 극결과, kết quả là. 우리가 일을 완수해내는 데 도움을 준다, có nghĩa là kết quả là nó sẽ giúp ích cho việc tên ha, không phải là công thức NNT nha. Nó sẽ giúp ích cho việc chúng ta hoàn thành trọn vẹn công việc. Câu số 14. 그뿐만 아니라 스트레스를 받더라도 이겨낼 수 있는 힘을 준다. Từ mới của chúng ta là 이겨내다. Nè các bạn thấy nè, igita là chiến thắng ha. Sau đó người ta kết hợp với công thức ao nẻ tà đó, iko nẻ tà ha. Dùng để nhấn mạnh là mình đã cố gắng để mình chiến thắng. Thì chúng ta có thể dịch là chiến thắng, hoặc các bạn có thể dịch là vượt qua cũng được. Rồi ở đây chúng ta có cái cấu trúc ngữ pháp liên kết câu là torato. Thì trong cái topic 3 thì tôi đã một lần nói qua cái torato này, có nghĩa là nó sẽ cũng tương tự với công thức là aoto ha, dùng để thể hiện một cái giả định, một cái sự nhận bộ nào đó. Rồi vậy là chúng ta dịch luôn câu này nha các bạn. 그뿐만 아니라, chúng ta dịch là không những vậy. Rồi sau đó chúng ta 스트레스를 받더라도, không những vậy. Chúng ta ngưng, rồi chúng ta ngưng này ha. Không những vậy, cho dù có bị stress, tức là cho dù có bị căng thẳng, thì 이거 낼 수 있는 힘을 준다, thì nó vẫn tiếp thêm sức mạnh. Mà sức mạnh này như thế nào? 이거 낼 수 있다, tiếp thêm sức mạnh để chúng ta vượt qua, để chúng ta chiến thắng. Câu số 15. 따라서 일을 시작할 때 분명한 동기를 가지고 있어야만 원하는 결과를 얻을 수 있다. Từ mới của chúng ta là 따라서, có nghĩa là vì vậy. Rồi, thay vì sơ cấp các bạn sử dụng cái từ là Kronika Kreso vậy ha, thì lên trung cấp các bạn cố gắng sử dụng cái từ này nhiều vô nè, Taraso, vậy cho viết cho nó chuyên nghiệp ha. Taraso, vì vậy, theo đó. Rồi, chúng ta có một từ mới là Bunmyeonghata. Bunmyeong, nghĩa hán tự của nó là phân minh, thì cái này có nghĩa là rõ ràng. Rồi, bây giờ này là câu dài nè, chúng ta kiếm cấu trúc ngữ pháp nè các bạn. Thứ nhất là 시작할때, được chưa? Te, ngưng chỗ đó một cái. Cái thứ hai là 있어야만, man là chỉ ha, 있어야, phải cái gì đó thì cái gì đó mới xảy ra.
Vậy là chúng ta có ba vế nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta dịch nè. Taraso, theo đó, vì vậy, Iden Sakhante, khi chúng ta bắt đầu công việc, chúng ta ngưng chỗ này ha. Rồi, kế tiếp. Bùi mong hành thùng kỳ đức hạ chí cô Isoyaman, chỉ khi nào chúng ta có một cái động lực bùi mong, một cái động lực rõ ràng á, thì quên hành đến khẩn qua đức ở tinh suy ta, thì chúng ta mới nhận được cái kết quả mà quên hả ta. Quên hả ta là gì? Là mong muốn. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 16, câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay. 이처럼 어떤 동기를 갖는 것은 일의 시작과 결과에 중요한 영향을 미친다. Câu này chúng ta hoàn toàn không có từ mới các bạn ha. 이처럼 nè. Hồi nãy ở những cái câu trên tôi chỉ các bạn là 이처럼 chúng ta có thể viết cách khác để thay thế nó là gì? 마찬가지로 được chưa? 마찬가지로 ha. 이처럼 giống nhau ha. Rồi. Rồi chúng ta dịch luôn câu này là một cái câu đơn thôi. Tương đối là dễ. Rồi thì câu đơn thì chúng ta kiếm chủ ngữ trước nè các bạn. Chủ ngữ là thùng cái đứa khẳng định có sinh, được chưa? Chủ ngữ nằm ở đây ha. Rồi chúng ta dịch nè, 이처럼 là cũng giống như vậy. 어떤 동기를 갖는 것은, việc mà chúng ta có được một cái động lực nào đó đó, thì 이래 시작과 결과에 중요한 영향을 미친다, thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng 중요하다, những cái ảnh hưởng quan trọng đến 이래 시작과 결과, đến cái việc mình bắt đầu công việc và cái kết quả của công việc đó. Rồi, vậy là chúng ta đã dịch xong cái đoạn văn ngày hôm nay gồm 16 câu. Thì sau khi học xong cái bài học ngày hôm nay á, thì các bạn cần có những cái ghi chú lại cho mình nè. Thứ nhất, 이처럼. Nếu mà các bạn muốn thay thế cái từ này á, thì chúng ta có thể viết là 마찬가지로, có nghĩa là cũng giống như vậy ha. Rồi sau đó chúng ta mới chấm chấm chấm, chúng ta nói ra. Là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai là sơ cấp thì mình viết là Kronika. Thỉnh thoảng chúng ta viết Kreso ha. Thì bây giờ lên trung cấp á, khi mà các bạn viết bài luận á, thì các bạn viết là Taraso. Đó, vậy cho nó chuyên nghiệp lên, được chưa? Rồi cái thứ ba, cái chữ T không phải là công thức in in T, mà cái chữ T này nó có nghĩa là Il, là God, là Code. Và đặc biệt đối với những cái bài thi thu biết trung cấp như thế này á, người ta dùng cái cấu trúc này rất là nhiều các bạn ha. Cho nên là mong là các bạn làm quen với cái chữ T này đi. Rồi, kế tiếp, cái lưu ý thứ tư á, là mình có nè, giọng hăng ngữ chú tà, gây ảnh hưởng. Hoặc mình có thể viết là giọng hăng ngữ mít chú tà, giống nhau ha. Rồi, kế tiếp, mình có công thức là động từ tu rốt ha tà. Thì nó thật ra nó cũng là động từ ghe ha tà, có nghĩa là sai khiến, làm cho cái việc gì đó nó xảy ra, được chưa? Rồi cái lưu ý kế tiếp là động từ auto là sơ cấp mình học ha. Khi mà lên trung cấp là mình học cái tương tự nó là động từ torato. Thì cái nghĩa torato này nó nhấn mạnh hơn cái auto. Rồi và cái lưu ý cuối cùng là chúng ta có công thức là động từ aoneta, dùng để thể hiện là bản thân người đó cố gắng hết sức để hoàn thành cái công việc đó. Thì trong cái bài này chúng ta gặp ba từ nè. Thứ nhất, cước bốc kha tà biến thành cước bốc khe nệ tà. Thứ hai, quản su ha tà biến thành quản su he nệ tà. Và cái thứ ba là y ghi tà biến thành y co nệ tà. Rồi vậy là đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái lưu ý này cho các bạn. Rồi vậy là chúng ta đã học xong bài học ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kế tiếp ha.